Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cây máy cắt cỏ nha. Cây máy cắt cỏ này nó đến từ thương hiệu của Maruyama nha các bạn. Và nó có cái tên riêng là MB3030. Cái MB3030 này nó có cái nòng là 37 ly nha các bạn. Và dung tích nó là 30cc. Tầm làm vườn của mình rất là khỏe các bạn. À, đặc biệt là nó là cái hệ đeo lưng nha các bạn. Hệ đeo lưng là máy ba lô đó các bạn, thường hay gọi là máy ba lô. Đây các bạn, trước tiên các bạn xem cái hệ ba lô của nó cái đã ha. Đây, rất là đẹp. Dây nó nè, còn tinh nâu luôn ha. Dây đai của nó nè, rất là đẹp. Có cọng dây này nó nịt bụng mình hay gì nè các bạn. Khi mình mang lên mình nịt vô bụng. Rất là đẹp. Hệ thống dây đó. Các bạn thấy không? Ốc trắng tinh luôn. Móc trắng tinh luôn ha. Rất là đẹp. Cái máy, các bạn quan sát cái máy, cái đế dưới này. Rất là đẹp ha. Cái máy của mình. Đó, đặc biệt là nó là một cây ba lô đề nha các bạn. Ba lô đề. Các bạn quan sát cái nòng ha, cái đề thì nó cũng không quan trọng gì mấy các bạn, giật bình thường, giật nổ bình thường, không có vấn đề gì. Còn đề thì các bạn nào thích thì đóng pin lại, nó đặc biệt nó mang nguyên cái hệ thống đề các bạn, motor đề ở đây, motor đề sau khi nó đề rồi là nó tự sạc nha các bạn, nó tự sạc. Ở đây nó thiết kế đây là đặc biệt là một cái chế quả khí không có gì để hư ha, bơm xăng rất là dễ lên luôn, bơm rẹt 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 hai ba cái là lên là giật nổ ha, mà nó xăng rất là chuẩn các bạn, không bao giờ bị ngợp xăng nha. Dòng cái dòng chế quả khí này không bao giờ bị ngợp xăng do nó có đường xả tràn xuống bình các bạn, cái ly xăng nó đầy tự nhiên nó có đường xả tràn trả về bình để nó giữ mực, lúc nào mực xăng cũng ngang mức độ giữ mực hết, cho nên máy mình không bao giờ bị sục xăng, và cái tốc độ cái độ chạy ổn định về xăng thì cực kỳ ổn định luôn, nó hơn cả những cái dòng da bơm và dòng 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 phao xăng nha các bạn, dòng phao xăng độ ổn định cũng thua ha, dòng da bơm ổn định, độ ổn định cũng thua cái dòng này hết. Dòng này không có gì để hư các bạn, trong đó nó không có da bơm, cũng không có phao xăng, không có bông tu, không có lá lá lử gà, không có gì cả ha, nó chỉ có cái đót chạy tự động thôi, rất là đỉnh cao luôn các bạn. Chế quả khí này các bạn xài thì vô tư luôn, không có biết hư là gì. Những đường dây công tắc nó đâu xúc kết hết các bạn. Các bạn biết xúc kết là gì không? Tại mình kêu theo tiếng Anh vậy đó. Xúc kết là những cái hệ thống nối dây nhanh. Ta gọi là xúc kết ha. Hệ thống nối dây nhanh. Ta gọi là xúc kết. Đây, xúc kết này, xúc kết đề và công tắc nè. Xúc kết này, xúc kết công tắc nè ha. Và ở đây nó có xúc kết dây ga nè. Ở đây. Ở đây các bạn rất là dễ hiểu luôn ha, các bạn cứ lấy vít các bạn tách cái này ra, nó hẻ ra làm hai như các bạn lề vậy, các bạn đấu không cần phải tháo gì hết cả nha các bạn. Các bạn nên nhớ Nhật làm nó tính toán dữ lắm rồi, khi mình đấu nối cái này mình không cần phải tháo lung tung nha, các bạn càng tháo lung tung các bạn càng khó gáp ha, nhưng mà các bạn đúng nguyên tắc của nó rồi để vô khớp đâu vào khớp đó, rất là đơn giản ha. Và ở đây nó có một cái khớp khớp nối cần láp đây các bạn, dở nút này lên là lấy cần láp ra, dở nút lên lên là đẩy cần láp vào, nó đúng khớp, nó khóa ngay cọc lại là dính cứng, các bạn nhìn thấy nè, tum gời ha, ốc ác nó còn dạng nghính luôn nha. Đây các bạn quan sát tiếp xem ha, đây mình cho bắt các bạn xem cái bô lửa của nó đây ha, cái bô lửa trắng tinh luôn, mình chưa có đụng tay vô nha, không có đụng tay vô bô lửa nồng gì cũng, máy này rửa xong là rửa bụi xong là đổ xăng giật nổ các bạn. Đây cái hệ thống pin của nó đây ha,
Hệ thống pin này các bạn nào muốn chơi máy thì về cứ mua pin về đóng vô. Đủ số vôn, đủ cường độ của nó là bấm là đề đen. Bây giờ mình cái máy này thì hiện giờ nó chạy chưa có đủ đủ nạp ha. Cho nên mình bấm cái nó nghe cái tắt thôi là chứng tỏ là hệ thống pin nó, hệ thống sạc, hệ thống đề gì nó còn y pin hết, chưa tháo ra nha bạn, mình chưa đụng vô luôn, chưa đụng vô hộp pin này luôn. Đó, cho nên các bạn về mà các bạn chạy một thời gian các bạn đề không được, các bạn mua pin khác đóng vào để hẹn nẹn liền, tại vì chưa đụng tay vào luôn, zin nguyên bản luôn. Cái này hệ thống kẹp dây ha, cho nó cặp dưới đây. Cần lắp nè, cần lắp mềm này, có tấm mét in da băng luôn các bạn, rất là đã luôn. Đây, các bạn quan sát tiếp ha. Rồi, tới tay ga này, tay nắm này ha, tay ga đây. Cái này công tắc máy nè, off nè ha, on nè, off nè, on nè, công tắc máy và công tắc đề nè, start là bắt đầu đó các bạn, chữ start này ha là bắt đầu đề ha. Nhận đây là đề, độ pin xong mình nhận vô đây là nó đề chạy nó đó ha. Hoặc là về mình chạy đủ giờ của nó sạc đầy pin không chừng nó còn sạc được đó các bạn. Ở đây mình chưa chạy chạy sạc đủ pin cho nên nó chạy hồi mình bấm cái hẹn lên cái là nó hết pin liền. Tay nắm nó nè. Cần lắp nó ha. Rất là quen thuộc. Chấm cỏ nè, rất là đẹp luôn. Cùi nữa nè, cùi có chống dính cỏ phía trên, chống mài mòn phía dưới luôn các bạn. Ở dưới có chống mài mòn, chống dính cỏ, mà cái chống dính cỏ mới quan trọng các bạn. Cái chống mài mòn không thành vấn đề. Mòn ốc thì mình cứ thay thôi, đơn giản ha. Ở dưới có chống mài mòn nữa ha. Đây. Rồi đây mình nổ thử cho các bạn xem nha. Mình mặc dầu máy có hệ thống đề nhưng mà mình giật rất là nhẹ nhàng, vô tư luôn các bạn. Không có gì phải băn khoăn mà cái dạng mà không đề được, không giật được. Giật bình thường, chạy bình thường. Nhưng mà khi mình pin mình đủ nạp rồi mình bấm cái là nó nổ luôn các bạn. Rồi giờ để mình nổ thử cho các bạn xem ha. Giật rất là nhẹ nha. Các bạn nhìn xem dây nè, như chưa có sử dụng nha. Ha. Em cực kỳ luôn, còn em cực căng luôn. Để mình tắt cho mình nổ lại nha. Nhẹ siêu các bạn, rất là nhẹ luôn, em bé giờ cũng nổ nè, chứ không phải nặng đâu, em bé giờ cũng nổ nè. Rồi để đây mình lên ga cho các bạn xem cái cần lắp nó hoạt động sao ha, rất là êm ái luôn. Đây các bạn nào, không rung một tí xíu nào luôn các bạn, rất là êm luôn. Mà đưa tay ra không có dịnh á mà nó chạy êm không, lên ga lớn các bạn. Quá mạnh luôn các bạn, nghe cái hơi máy là các bạn biết nó mạnh cỡ nào rồi đó. Êm. Thấy không? Rất là êm ái luôn.
gân không nhúc nhích lưỡi nó quay nè các bạn, không nhúc nhích luôn các bạn. Một con máy rất là đỉnh cao luôn nha. Máy này á, mình nói với các bạn nghe nha, nếu mà máy này ở trong thùng chui ra là mình không mua nổi các bạn. Mình không mua nổi hàng Nhật mà y chang vậy mà trong thùng chui ra là mình không mua nổi đâu. Để mình bây giờ mình dùng đồ nghĩa địa đã qua sử dụng thì mình dùng nổi, chứ thật ra con máy này mà nó còn nằm trong thùng là khó có bạn nào mà mua nổi nó để xài nha. Rất là đỉnh luôn. Tắt nha các bạn. Rồi, cái video mình giới thiệu cây Maruyama MB3030 đến đây là tạm dừng nha. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn với các video sau nha. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.